Hôm nay mua đồ ăn cho rái cá thì nhà ngư dân ấy có cua và cá. Còn sống thì mình muốn mua phóng sanh. Thì hôm Tết này có gia đình của chị Bình lì xì với người dì đáng kính á, là dì Phò. Thì bữa nay tôi ôn mua thêm cá ngát, là con cá bự bự này, và cua biển. Dạ. Hôm nay con sẽ phóng sanh cái số cá này cho dì Phò nha. Chúc dì Phò sức khỏe. Với cua biển phóng sanh cho bà nội của người cá Phúc. Dạ. Do hồi hôm Covid này á, là bà nội người cá Phúc còn 1-2 tháng nữa là đạt thọ 100 tuổi. Nhưng bởi vì dính Covid nên còn có 99 tuổi thôi. Đáng lòng không? Nên hôm nay phóng sanh cho dì Phò và bà ngoại của người cá Phúc, để dì Phò sống lâu hơn 100 tuổi nha. Trời ơi, dì Phò là bà của người cá Tai. Rồi, một bà đó là có ô chúc sức khỏe, còn một bà đó là chúc cho vãng sanh đến được cực lạc, gieo duyên với Đức Phật thì chắc chắn phải đến được cực lạc nha quý vị. Nhờ mua đồ ăn cho rái cá thì mới có thể cứu được thêm cá. Cái này nhà ngư dân khác. Hôm nay đủ duyên lành giải cứu cá biển trong rừng ngập mặn, mua thức ăn cho rái cá ăn. Tôi cứu được cua biển, hồi hướng công đức này cho bà nội của người cá Phúc. Dạ. Mấy chú cua biển con à. Và cúm nữa. Rồi. Xin tặng lại dì Phò một con cá ngát. Này, nó gọi là cá trê biển thưa dì. Nó có 3 gai. Dạ, cầu cho sức khỏe cho dì sống dai. Dạ. Đây dì Phò ơi. Hả? Nó thuộc họ cá trê nên thả ở đây nó lường lách ghê lắm. Giờ này nước cũng đang lên nữa. Rồi. Rồi xong rồi. Ủa đi theo nữa hả? Những con cá có sinh mệnh lớn thường nó đắt tiền. Nhưng lâu lâu vẫn cứu được. Tiền nhiều thì cứu mấy con như vậy cho nó xứng đáng. Rồi đi về. Mấy vị Bồ Tát này giờ cứ ngồi trông chờ con dẫn rái cá đi ngang rồi bắt đầu bàn tán. Đam mê.
đã đi ngang nghe họ kể chuyện, nó giống như nó là một cái gì đó đặc biệt lắm vậy đó. Đông lắm, để cho mọi người coi nha. Hy vọng mọi người thích nó mà bảo vệ thiên nhiên giùm con cũng được. Nhưng không, thấy khu này xả rác quá. Hay là đông chứ. Ủa hồ, đây. Kỳ có mấy vị Bồ Tát ở đây thấy con phóng sanh mà người ở nơi khác đến cũng bắt chước làm theo, nhưng tội một cái đi phóng sanh ếch xuống, phóng sanh cá chạch xuống, nó chết nổi lên đền luôn. Rồi phóng sanh cá kèo nữa. Cá kèo nó không có sống được ở môi trường nước lợ. Ở nước biển này thì nó có lại cá kèo nước lợ khác của nó nữa. Nên mọi người đã hiểu lầm cá kèo rồi. Và vai trò cá kèo ở trong nước mặn hay nước ngọt gì, nó cũng đều ăn mấy cái bọt dơ của dòng sông.